lý do tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không đồng phạm tội giết người. Nguyễn Thị Oanh, siêu nhân trên đường chạy nhận lương 7 triệu đồng. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà bị mượn danh lừa đảo trắng trợn. Cô gái hoảng sợ khi vừa lên taxi, tài xế cứ đưa tay ra sau sợ soạn và sự thật bất ngờ. Thu Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Phú Thành cho biết, hiện nay dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh quận 1 và Bình Thạnh đã hoàn thành và từ giữa năm 2021 đến nay, tuyến đường này không còn ngập, do đó Thành phố Hồ Chí Minh ngưng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trong thông báo vừa gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Trung, đơn vị cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 và quận Bình Thạnh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành và qua theo dõi từ khi thông xe vào tháng 4 năm 2021 đến nay, tuyến đường không còn ngập. Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương ngừng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng hệ thống siêu máy bơm. Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Trung phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Trung đối với việc giải quyết tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian qua. Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Tòa nhận định Nguyễn Kim Trung Thái không có ý thức, không cố ý tước đoạt mạng sống của con gái, không đồng phạm tội giết người với Trang nên không thay đổi bản án. Trước đó, xử sơ thẩm ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột cháu bé bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. Phía bị hại kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để xử lý Thái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Tuy nhiên, tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định căn cứ vào kết luận giám định có cơ sở để xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội hành hạ người khác. Ngoài ra, tòa cũng áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Thái và nhận định bị cáo này không có ý thức, không có ý tước đoạt mạng sống của con gái mình. Do đó, không có căn cứ để xử lý Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Từ những lập luận trên, hội đồng xét xử đã giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Mới đây, trên trang fanpage hơn 6,8 triệu lượt theo dõi, bà xã Lý Hải, Bình Hà bức xúc chia sẻ thông tin có người đã giả mạo vợ chồng mình để lừa đảo. Còn bao lâu tới anh? Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị tới trà Vinh rồi nha. Bà xã Lý Hải viết, cảnh báo giả mạo Lý Hải Minh Hà để lừa đảo. Hà vừa được mọi người báo tin có tài khoản Facebook giả mạo, không có tích xanh chính chủ chạy quảng cáo tuyển dụng, việc nhẹ lương cao. Các bạn đừng tin và không cung cấp bất kỳ thông tin gì hết giùm mình nhé. Bên cạnh đó, Minh Hà cũng chia sẻ thêm các cách thức để nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo trắng trợn này tới mọi người. Để tránh có việc đáng tiếc xảy ra, nhờ mọi người phụ một tay giúp giùm gia đình mình. 1. Báo với mình khi thấy thông tin bất thường về Lý Hải Minh Hà làm tài khoản giả mạo, không có dấu tích xanh hoặc lấy hình ảnh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ giả mạo. 2. Report báo cáo khi thấy tài khoản giả mạo và hành vi lừa đảo này. Cảm ơn mọi người đã chung tay cùng gia đình Hà ạ. Đặc biệt, phía cuối bài đăng của mình, bà xã Minh Hà cũng không quên nhắn nhủ, mong bạn nào đang giả mạo đọc được tin, làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn, giờ là lúc giúp nhau, nếu không giúp được thì đừng lừa mọi người như vậy bạn nhé. Cuộc đời có nhân quả, mong bạn tỉnh ngộ. Ngay lập tức, những chia sẻ của bà xã Lý Hải đã được nhiều fan hâm mộ ủng hộ. Nhiều người còn tỏ ra khá bức xúc và khuyên vợ chồng Lý Hải, Minh Hà nên báo công an để không bị lợi dụng lòng tốt. Trong vòng chưa đầy 30 phút, Nguyễn Thị Oanh đã giành liên tiếp 2 huy chương vàng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô về nhất với nội dung 1.500m với thành tích 4 phút 16 giây 85. Gần như không có thời gian nghỉ, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung chung kết thứ hai là 3.000m vượt rào nữ. Chân chạy người Bắc Giang cũng về nhất với thành tích 10 phút 34 giây 39. Thành tích này chưa phải tốt nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Oanh, nhưng điều người hâm mộ cảm phục nhất chính là tinh thần không từ bỏ của cô.
Trong buổi sáng ngày 9 tháng 5, ban tổ chức bất ngờ đổi lịch đẩy hai nội dung nữ 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật vào cùng một buổi thi đấu. Đáng chú ý, giờ xuất phát của hai nội dung chỉ cách nhau 20 phút. Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết 1.500m lúc 17:30, sau đó cô dự chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật bắt đầu lúc 17:50. Nguyễn Thị Oanh chỉ có quãng nghỉ khoảng 15 phút, gồm cả thủ tục nhận số và chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo. Hai tấm huy chương vàng giành được vào chiều ngày 9 tháng 5 cùng tấm huy chương vàng nội dung 5.000m ngày hôm qua đã giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn thành hat-trick huy chương vàng ở SEA Games năm nay. Cô bảo vệ thành công huy chương vàng ở cả 3 nội dung của kỳ đại hội năm ngoái. Dành vinh quang cho thể thao nước nhà, vô đối ở SEA Games 32, nhưng ít ai biết Nguyễn Thị Oanh đang chịu cảnh lương 3 cọc 3 đồng. Hiện mỗi tháng, nữ vận động viên này chỉ nhận mức lương vỏn vẹn 7 triệu đồng. Làm dậy sóng ở SEA Games 32, lập chiến tích ở cả tầm châu lục, nhưng cuộc sống của Nguyễn Thị Oanh lại rất bình thường, nếu không muốn nói là khó khăn. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ Oanh đã phải cùng 7 anh chị em vất vả mưu sinh để giúp đỡ bố mẹ. Lớn lên, khi theo nghiệp thể thao, Oanh suýt bỏ giữa chừng vì bị chê bé và mắc bệnh thận. Đó là giai đoạn khó khăn nhất với cô gái quê Bắc Giang. Nhưng cái khó vẫn cứ đeo bám Oanh đến tận bây giờ, ngay cả khi cô là chân chạy số 1 Đông Nam Á, là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh tiết lộ mỗi tháng cô được nhận 7 triệu tiền lương. Với khoản lương ít ỏi này, Oanh phải bóp mồm, bóp miệng mới đủ sống. Trước buổi giải đấu khi phải tăng cường thêm thuốc bổ, dinh dưỡng, Oanh tự xoay sở. Từ việc bán hàng online tới thi đấu ở các giải chạy phong trào để săn tiền thưởng. Mới đây, một cô gái vừa đăng tải đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của cô trong lần đầu gọi taxi. Còn cư dân mạng cũng được fan cười ngất bởi sự ngây thơ của cô gái này. Theo đó, cô gái thật thà chia sẻ đây là lần đầu cô bắt taxi vì gọi xe và lên xe an toàn không có vấn đề gì cho đến khi cô thấy tài xế liên tục đưa tay ra sau và liên tục sợ soạn tìm kiếm gì đó. Chính hành động này của tài xế được fan khiếp sợ. Tuy nhiên, ngay lập tức dân mạng đã phát hiện ra, hóa ra tài xế đang cua tay để tìm kiếm dây an toàn của mình. Trong khi đó, chiếc dây an toàn đã được cô gái kéo lại phía sau. Tình huống dở khóc dở cười này, ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự nghi thơ của cô gái đã trách lầm tài xế. Bên cạnh đó, dân mạng cũng cảm thông cho tài xế khi gặp vị khách lần đầu gọi taxi. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước như sau. Tài xế mới là người sợ nha, chứ không phải là cô đâu nha cô gái, tự dưng mất cái dây an toàn à. Thiệt là oan cho bác tài mà, đã mất dây an toàn, còn bị nghĩ là có hành động gì mờ ám nữa. Bác tài kiểu, tôi mới là người sợ này, trả dây an toàn lại đây. Chiếc máy bay siêu khủng Airbus A300-600ST của hãng Airbus lần đầu ghé sân bay Đà Nẵng gây dậy sóng trên mạng xã hội vì hình dáng siêu đẹp. Đại diện sân bay Đà Nẵng cho biết máy bay Airbus A300-600ST mang số hiệu 4Y8007 đến sân bay quốc tế Đà Nẵng theo hình thức pre-pre, tức là không chở hàng, không chở khách. Máy bay này từ sân bay Kolkata, Ấn Độ đáp sân bay Đà Nẵng vào rạng sáng qua ngày 9 tháng 5. Đại diện sân bay Đà Nẵng cũng cho biết đây là lần đầu tiên dòng máy bay siêu trọng này đáp sân bay Đà Nẵng. Airbus A300-600ST, Super Transporter hay Beluga, cá voi là một phiên bản của máy bay dân dụng thân trọng tiêu chuẩn A300-600 được chuyển đổi để chuyên chở các phần lắp ráp của máy bay Airbus và các kiện hàng cỡ lớn. Nó được gọi chính thức là Super Transporter lúc đầu, nhưng cái tên Beluga đã trở nên thông dụng và hiện nay được chấp nhận làm tên gọi chính thức. Chamley Batham, cậu bé 8 tuổi đến từ thành phố Westfield hoặc West Yorkshire thuộc Vương quốc Anh, thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để leo núi cùng với bố. Cả hai bố con đã cùng chinh phục nhiều ngọn núi cao nhất nước Anh, chẳng hạn như Ben Davis, Caffell Pike và Naldonia. Niềm đam mê leo núi của Charlie bắt đầu từ lúc 5 tuổi, cũng là lần đầu tiên cậu được đi du lịch xa cùng với gia đình. Đó là vào lần sinh nhật lần thứ 5 của con trai, bố và mẹ của Charlie quyết định đặt một kỳ nghỉ đến đảo Anglesey. Tại đây, cả hai đã hỏi con có muốn làm gì không, và cậu bé trả lời rằng mình muốn được leo núi. Tính đến thời điểm hiện tại, Charlie đã chinh phục hơn 200 đỉnh núi khác nhau với tổng độ cao lên đến hơn 70.792m. Đặc biệt, cậu đã hoàn thành thành tích đáng gờm này chỉ trong vòng 4 năm kể từ chuyến leo núi đầu tiên. Trên thực tế, Bao đã từng liên lạc với hội đồng của kỷ lục Guinness Thế giới, lần đầu tiên đạt được độ cao tương đương đỉnh Everest. Tuy nhiên, thành tích của cậu bé 8 tuổi đã không được công nhận vì hướng dẫn của kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi rõ. Các cá nhân dưới 16 tuổi không được phép nắm giữ các kỷ lục được xem là không phù hợp với trẻ vị thành niên.
Jimmy Donaldson sinh năm 1998, nổi tiếng với biệt danh Mr. Best, đã mua 5 ngôi nhà trong một khu phố cho bản thân, gia đình và những người làm việc cùng mình tại Brand Villa, bang North California, nước Mỹ. Với giá trị tài sản trồng lên đến 54 triệu USD, chủ ở của người sở hữu kênh YouTube có 150 triệu lượt theo dõi, được đánh giá là không quá xa hoa, khác với phong cách hào nhoáng thường thấy. Chàng trai mua căn nhà đầu tiên cho mình vào năm 2018 với giá khoảng 320.000 USD theo New York Post. Toàn bộ không gian chiếm diện tích khoảng 278 m2, có 2 tầng lầu, 4 phòng ngủ và 4 toilet. Nhà bếp được trang bị đầy đủ nội thất với mặt bàn lót bằng đá granite, có quầy bar để ăn sáng và tủ đựng thức ăn. Phòng sinh hoạt gia đình được gắn sẵn lò sưởi đốt củi. Tầng thứ 2 có thêm 3 phòng ngủ, chổi giặt là và một phòng đa năng. Các tiện nghi phía ngoài bao gồm mái hiên có màn che, sân bóng rổ và khu nhà kho riêng biệt. Sau đó, khi hoàn thiện căn nhà đầu tiên, Donaldson bắt đầu mua lại những bất động sản xung quanh trong khu phố. Tuy nhiên, anh phải trả nhiều hơn mức bình thường cho mỗi căn. Chẳng hạn, căn nhà thứ 3 có tổng giá trị lên đến 1,45 triệu USD. Hầu hết chúng không được trao bán trên thị trường vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những hàng xóm cũ của Mr. Beast cho biết họ từng không muốn rời đi do con cái vẫn đang theo học ở trường gần đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.